số phụ kiện săn bẫy lại chào toàn thể các bác. Và hôm nay bên em tổng hợp tất cả những cái mẫu bẫy từ to đến nhỏ, từ nhỏ đến to để cho các bác được tham khảo những cái mẫu bẫy cạn. Các bác trong thời gian vừa rồi thì các bác ủng hộ em rất là nhiều. Đấy, và hôm nay em lại làm một cái video để giới thiệu tới các bác những cái mẫu bẫy mà các bác đánh hiệu quả và cái độ nhạy của cao. Thì đó là những cái mẫu bẫy cạn đấy các bác nhá. Bẫy đầu tiên là cái mẫu bẫy chín. Mẫu này thì thường để các bác đi đánh chuột đồng, dùng các bác mà đi săn chuột và đánh chuột thịt đấy ạ. Thì các bác dùng rất chi là nhiều cái loại cạn chín này để đánh cái độ hiệu quả của nó cao. Thì cái bẫy này nó chỉ là bẫy xéo thôi các bác nhá, bẫy xéo. Khi con mồi nó vào đây, nó sẽ xéo vào cái bàn này, nó sẽ sập. Đấy, như những cái video trước này em đã đi đánh chuột và làm video cho các bác xem rồi đấy ạ. Cái bẫy này khi mà các bác mới mua về thì riêng cái bẫy chín này là nó có bàn đĩa như này các bác ạ. Các bác dương lên nhá, các bác dương thì các bác cũng phải chỉnh. Ví dụ như là cái đĩa này mà nó sâu bên dưới quá thì lại phải bẻ dịch lên một tí, thì con mồi kia nó dẫm vào nó sập. Nếu mà cái đĩa này mà nó gục xuống như này quá mà các bác không để ý thì cái đĩa này nó chạm rồi con mồi nó xéo vào nó sẽ không sập. Đấy, cho nên là các bác để ý cái bẫy này không phải là nó làm sao mà nó do mình chỉnh thôi, rất chi là đơn giản. Đây là cái mẫu bẫy chín, giá cả thì hợp lý cực. Các bác mà quan tâm cứ alo trực tiếp cho em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dòng phụ kiện săn bẫy của bên em, nhất là cái mẫu bẫy cạn. Còn đây là cái mẫu bẫy 12. 12 thì dùng để các bác đánh những con thú cơ lớn hơn, con sóc, con trồn. Đấy, thậm chí là con chuột to. Thì mỗi một cái cạn số cạn từ 20 đến 12 là đều không có đĩa các bác nhé. Khi các bác mua thì nó chỉ có một chiếc lẫy đi theo như thế này thôi. Cái lẫy này rất chi là quan trọng, khi các bác mua các bác phải kiểm tra thật kỹ. Nếu mà không thiếu cái lẫy này, thiếu một cái là coi như cả cái cạn này của các bác là không dùng được. Thế cho nên là một cái lẫy để đi theo cùng với một chiếc bẫy như thế này. Đấy, còn đĩa thì là rời các bác nhé. Đĩa này là đây là tự em cắt đây này. Các bác về thì các bác cũng có thể là tự cắt được, đi xin những tôn đấy, cắt một tí là được 1-2 chục miếng ngay, về thoải mái dùng. Thì tùy theo cái cỡ nhỏ hay là cỡ lớn. Ví dụ như là cỡ 12 thì đây em cắt nó lọt lòng ở bên trong như thế này này. Đấy, cỡ 12, cỡ 14, 14 cũng như vậy thôi. Thì tất cả những cái cỡ này các bác phải có nhiều cách đánh lắm. Có bác thì các bác buộc que tre, buộc que tre đến cái phần bàn này đấy, để con mồi nó giãn mà nó sập. Nhưng có bác thì lại thích dùng bàn đĩa. Bàn đĩa thì rất chi là đơn giản, như cái video trước là em cũng giới thiệu với các bác rồi đấy ạ. Bàn đĩa thì các bác gõ thẳng cái này ra. Bác thì đặt cái này lên bề mặt. Đấy, bác thì để bên dưới. Đặt lên bề mặt, em lên buộc chay buộc trên bề mặt như này. Đấy, như thế này. Gõ cái này đó thẳng ra. Búa với lại cái miếng gỗ các bác gõ cái là thẳng ngay. Để các bác có khoan thì các bác khoan. Khoan 3 lỗ, đóng đinh, 3 lỗ trên này, 2 lỗ lên. Đấy là các bác buộc dây thép. Rất chi là đơn giản. Các bác mà ngại không cắt được đĩa thì các bác alo em sẽ cắt đĩa luôn cho các bác như thế này. Đấy, đây là cái 14. Còn đây là cái mẫu bẫy 16. 16 thì dành để đánh con thú lớn hơn. Thì nhiều bác là thường đi đánh diệc, rồi đánh những con thú ở trong rừng đấy các bác ạ. Cái những cái mẫu bẫy này nó cực kỳ là nhạy và hiệu quả. Chỉ cần các bác đi đánh ấy, các bác ngụy trang tốt con thú chỉ xéo một cái là ăn ngay, không còn là có thể thoát được. Đây là cái đĩa của 16 này các bác nhá. Đấy, các bác cứ cắt lọt trong lòng như thế này là được rồi. Rất chi là đơn giản. Còn cái mẫu bẫy 20 lại là cái mẫu bẫy lớn, rất chi là lớn. Đấy, cái việc dương cái bẫy này thì mới đầu ấy thì là nó hơi cứng, nhưng mà các bác mà dùng quen rồi một vài lần thì nó sẽ mềm ra. Răng thì các bác mà có bác cẩn thận thì để các bác cưa hết răng đi, các bác quấn rẻ những cái cạnh này cho cái độ sập nó há ra một chút này, cho nó dập cái chân của con thú các bác đánh. Đấy, các bác có thể quấn rẻ cho nó há ra một chút. Còn răng thì có thể mài bớt đi, cắt đi. Đấy, còn đi đánh thú ấy thì các bác
Nếu mà các bác chuyên môn rồi thì chắc là em cũng không phải hướng dẫn. Bởi vì đây là em hướng dẫn các bác là mà mới chơi nhá. Rất chỉ nhiều bác mới chơi các bác còn chưa biết. Các bác đi đánh thường là các bác đánh những cái mẫu nhỏ hơn, mẫu 14 này. Và nói chung là tất cả các mẫu đều các bác đều phải buộc dây. 12 các bác buộc dây nhá. Dây thì có dây tanh xe đạp đấy ạ. Còn các bác dùng dây khác. Hoặc là các bác thì dùng một dây xích. Các bác buộc vào không hề, ví dụ như là con thú ấy mà nó mà sập ấy, mà các bác không để ý là nó lôi mất cạn các bác ấy. Như em thường dùng cái loại dây thép này. Dây thép này thì nó không phải là dây thép như là dây thép mềm mềm ở các hiệu đâu. Cái dây thép này là dây cái dây căng cầu ong của em. Cái dây này rất chi là tốt, nó như là inox ấy. Đấy, dai và tốt. Em có thể xoắn hai lượt em buộc thì chắc cực kỳ luôn. Các bác có thể buộc bằng dây tanh xe đạp. Dây tanh xe đạp thì dùng cho những cái bẫy 20 kìa. Những con thú cỡ lớn không bao giờ nó dập được. Đây là cái bẫy 20. Đây, em đã dùng sẵn rồi các bác nhá. Bẫy 20 và cái đĩa của bẫy 20. Cắt lọt trong lòng như này. Đây các bác nhìn qua đơn giản các bác cũng biết rất chi là dễ. Còn cái mẫu này to lắm. Chắc là ít bác dùng tới những cái cạn này. Rất chi là to. Thì trước mắt em đây là tất cả những cái bao cạn mới được lấy về. Số lượng thì rất chi là nhiều. Thế mà các bác mà quan tâm đến tất cả những cái dòng săn bẫy thì alo trực tiếp bên em. Các bác xem video đó nhớ ấn vào nút đỏ, ấn vào cái chuông để mỗi lần em làm ra những cái video về những cái sản phẩm phụ kiện săn bẫy thì các bác sẽ cập nhật được những cái thông tin mới nhất của bên em về những cái sản phẩm mới nhất các bác nhé. Vâng, thì em xin kết thúc video ở đây. Chào tất cả các bác.